Ok anh em, hai xin chào tất cả các bạn mà trên kênh của mình. Thì mình là Mimbro đây. Hôm nay mình sẽ chơi thủ zombie nha, nghĩa đi ạ. Ok, mình xin lỗi đầu. Đây là nick cuối của mình, anh em thông cảm nha anh em. Nick mới lập ý. Ok. Xem nào. Xiu. Ok, bắt đầu thôi. Ra luôn máu này. Ui. Ok anh em. Ok anh em đợi mình chút. Đấy. Ô, anh em đợi mình chút nha. Đấy. Sới bọn mày vuốt tâm mẻ đấy. Đồ máu rất là nhanh luôn nhỉ. Mình chơi khô máu đây này. Ở xuống nụt bắn này. Xem nào anh em này. Watch out. Ui, vòng 2 rồi. Bọn sẽ thu lên nơi mình sẽ lên vào căn nhà này. Ok. Như này mình rất là sợ luôn. Đi chết này. Ok. Nhặt máu nè. Ok anh em, à, con nói xinh. Bây giờ mình chơi khô máu này. Chết mẹ, chết mẹ. Thằng này mình không chơi khô máu được. Giờ đứng ở đây đợi nó đến mình bắn hết. Sao mà nào? Một thằng. Đây có lớp bảo vệ này. Đi vào được trong đây anh em. Xem nào, tiếp tục nào. Let's go baby.
Ish. Let's go, Pepe. Vòng 3 bắt đầu. Ui. Anh em ơi, chạy. Cho bông màu á, ở đâu hết rồi, chạy đi thằng này. Đông quá rồi. Đông quá rồi anh em ơi. À. Hết đạn rồi. Chết mẹ bọn mày. Ui. À. Đồ. Mày chết đi. Bơm máu này. Ok, sấy chip bọn này. Một đạn này. Chết mẹ, em ăn cuối rồi anh em ơi. Em chạy hết đi, chạy hết đi. Chờ. À. Chết mẹ rồi, hết đạn rồi. Đùa đấy à? Chip vào nó. Chắc chắn nó sẽ nhảy ra chúng ta đúng không? À không. À ha ha. Chạy. Đừng có chạy ra chỗ tao nữa. Ha ha. Chết mày đi. Ok anh em ơi, mình đã win rồi. Ok. Tao người quá. Bắn cái zombie này mỏi cả tay anh em ạ. Ok anh em. Thì ok.
Có link của mình đây kết thúc thôi. Nếu anh em thấy hay đừng quên xem mình like, một share, subscribe nhé. Bye bye anh em vãi lồi.